Em có mấy mối tình rồi em gái? Em đã kết hôn và em đã ly hôn được hơn 2 năm ạ. Ủa, em vậy có con chưa? Em có 2 đứa con. Bây giờ đang ở với em hả? Em nuôi hết 2 đứa. Đứa lớn mấy tuổi? Đứa lớn của em được 15 tuổi, đứa nhỏ 8 tuổi. Trời. Lấy nhau được bao nhiêu năm? Em kết hôn 13 năm anh. 13 năm, một chặng đường cũng khá dài, 2 đứa con. Chắc mâu thuẫn cũng cao lắm em hả? Em thích một người đàn ông mà biết quan tâm, chia sẻ không những công việc nhà mà chia sẻ về công việc ngoài nữa, xã hội luôn. Nhưng mà nói chung là hai chồng em không được đồng cảm về vấn đề đó. Bạn có thể chia sẻ công việc với vợ mình từ ở trong nhà cho tới ra ngoài không? Đó là cũng cái sở trường của em. Tại lúc trước là em có đi bộ đội sau rồi em mới đi học ngành y này. Cho nên cái môi trường và điều kiện làm việc nào em cũng có tiếp xúc qua, và em cũng những cái biết thì em chia sẻ, những cái không biết em hay lắng nghe những người ở giống như rồi, trong cuộc sống và xã hội. Vậy là được. Em nhưng có mấy cái mối tình trường rồi của em sao? Dạ em có 3 mối tình. Cái mối tình đầu tiên hồi năm lớp 8. Rất là trời. Em yêu sớm lắm anh. Không yêu hồi đó, yêu giống như là đâu có điện thoại gì, viết giấy bỏ học bàn thôi. Viết thì sao? Viết là tôi thích bạn chứ đâu dám nói anh yêu em đâu. Cái lớp 9 chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi em ráng học thôi, không có yêu nữa. Rồi tới mối tình thứ hai. Lớp 12, người đó giống như thấy em không có điều kiện đó. Rồi cái có người yêu, cái bỏ em, cái lúc đó em buồn quá, học xong 12 rồi em đi bộ đội. Còn mối tình thứ ba là em cũng đã có gia đình và cũng đã ly hôn. Ly hôn nay 4 năm rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Có mấy đứa cháu rồi? Dạ có một đứa cháu này là gần 6 tuổi anh. 6 tuổi rồi ở với ai em? Dạ ở với bé mẹ bé chị. Ở với mẹ dạ. Bé. Sao thấy rau không vậy? Dạ vườn em trồng được 3 hecta rau má. Coi như là khoảng 10 nhân công là làm cho em quanh năm. Rau má mà trồng 3 hecta. Là quà đó hả? Dạ. Em quà này chủ yếu là cũng món quà tự em sản xuất ra. Nhưng mà để tôi có món quà đã tô thêm cái về cái ngoại hình của em là chân quê nó giống như vậy. Có một cái là nó không có giá trị gì nhưng mà có một cái đặc biệt, một cái là nó không quá chất gì hết. Trời ơi giá trị với em bây giờ tìm mua cái rau má loại này khó lắm. Cái này là rau má đồng á chị ở ngoài. Rau má đồng này là không. Có máy xay tiền tố không? Hả? Có máy xay tiền tố. Người ta tặng cái người bên kia đâu có tặng Linh đâu mà Linh ôm làm cái gì vậy trời ơi. Cưng ơi có thích uống rau má không? Thích chị. Thích kìa. Dễ gì người ta thích là người ta không có cho mình nữa. Mượn xây làm ly đúng không? Em ơi, nhưng mà em có ngại cái chuyện mà bây giờ là hai bé ở với mẹ không? Em không ngại chị. Tại vì bé thật ra người lớn có lỗi để dẫn đến cái chuyện đó thôi. Nên trẻ con không thì có lỗi nên mình phải thương nó. Chẳng hạn em lấy ví dụ như chẳng hạn như trong cuộc sống nhiều người ta không có con, người ta còn sinh con, người ta còn nuôi được. Không chi nó là máu mủ ruột đạo của mình. Hoặc là mình thương người đó thì mình phải chấp nhận như vậy, mình phải chia sẻ với người đó. Em là trai hay gái? Dạ em trai. Bên kia? Bên hai đứa gái. Hai đứa gái. Nhưng mà con trai em thì em có thăm thường xuyên không? Dạ vẫn thăm thường xuyên mỗi tuần và nhiều khi có công việc gì đó hay điện thì em vẫn tới bình thường. Giữa em và em phân biệt rõ cái mối quan hệ như thế nào, giống hai người cũng nghĩ gì con. Hai bên mà giờ mình ráp lại thì cũng có nếp có tẻ rồi, khỏi đẻ. Được tiếng xa hơn á thì em với bạn nữ bên kia, bạn nữ đẻ chứ không phải em. Đẻ cũng được, không đẻ không được. Mình tưởng em nói bạn nữ không đẻ để em đẻ. Dạ không được. Chị hết hồn chị nghe chị tưởng em nói vậy không. Nhưng mà chị hỏi nè, nó có một vấn đề gì? Cái bé gái nó đang ở cái tuổi 15, nó khó chịu lắm, nó hay cãi mình, nó hay chứng minh là nó đúng á. Đúng. Nhiều khi mình nổi cơn bí, cha mẹ ruột không? Cha mẹ ruột mình còn chịu không nổi nữa chứ đừng có nói là lại. Thì bây giờ em đã lường trước được cái điều đó chưa? Dạ đó cái đó em có lường trước được chị. Tại vì cái tâm sinh lý, cái tuổi dậy thì nó là thay đổi hơn. Tuổi đó là tuổi tiền dậy thì. Dạ. Nhiều khi mình cũng phải chịu đựng đó. Dạ dạ đúng rồi. Bây giờ con gái của người bạn gái. Dạ nó, thì nhiều khi nó nói mình không hiểu mình giận nó. Dạ em không giận đâu, nhiều khi mình phải thể hiện cái quan tâm, mình thương thương bé thì bé mới thương lại mình thôi. Đó, đúng rồi đó. Mình đó, nãy giờ em nghe những cái tâm sự đó thì em cảm thấy em an lòng không? Thì em cũng nghe mà em cũng cần một người đàn ông như vậy. Nhưng mà đàn ông mà họ nói vậy biết có làm được hay không, em cũng quan trọng được, đó. Được, được, được. Đàn gái phải, nãy giờ anh với chị Vân phỏng vấn và cũng gọi là đánh tâm lý thôi coi cái ý anh sao. Nhưng mà qua cuộc trò chuyện anh thấy anh này chân thành, anh này làm được. Em tin anh đi, anh kinh nghiệm lắm. Đúng rồi. Thấy anh đem một cổ rau má là chị thấy là con người của anh là rất chi là phải nói là, nói thẳng ra là tôi là vậy đó. Ưng thì ưng, mà có ưng hay là không ưng thì tôi cũng là như vậy, tôi mới đãi bôi. Đúng đúng đúng. Ý là như vậy em hiểu không? Còn vấn đề của em nữa, anh sẽ đến thường xuyên
trở lại cái gia đình cũ để mà anh thăm con, thì em sẽ nghĩ về chuyện này như thế nào? Em thấy cũng bình thường chị, tại vì em có con, em hiểu là mình phải thương con em, mà ví dụ em đồng ý với anh đó thì em cũng phải thương con anh đó như con mình. Không những mà lỡ mà em còn muốn hàng tuần có thể chở về chơi chung với các con của em nữa, kiểu giống như là đi chơi cùng cả gia đình ba đứa con luôn. Cái đó là điều tốt để tạo một mối quan hệ nó gắn kết hơn. Em trai, dạ, bây giờ em muốn tìm một cái người kế tiếp là một mẫu hình thế nào? Em thì cái quan niệm em sống là thật, rất thật. Tôi thấy thương là thương. Dạ, thương thích thương là thích. Dạ, cái quan trọng là hai người hiểu và thông cảm, chia sẻ nhau thôi. Còn em thì sao? Mong cái người đàn ông của mình sẽ như thế nào? Thì nói chung là em thì em thương hai đứa con lắm, cho nên dĩ nhiên cái người đàn ông em mong muốn là cũng phải thương con mình. Đó giờ em mạnh mẽ rồi, em muốn bây giờ mình trở lại một người phụ nữ dịu dàng, nhẹ nhàng, nương tựa vào người đàn ông. Em quan trọng ngoại hình nhưng mà tại tính tướng em thì cũng cao to, cho nên em thích người đàn ông nó cũng cao to. Không quan trọng ngoại hình mà bây giờ em thích người đàn ông cao to. Bên đây á có thể đáp ứng tất cả những cái gì em nói giờ, nhưng mà cái trường hợp cao to thì cũng hươm hươm thôi, hươm hươm thôi được không? Cao to. Cao cũng không cao, to. Anh cao 1m mấy anh? Anh cao có 1m67 em, 67 em. 67 là cao rồi chị nè. Cao rồi đó. Chị là 1m67 nè em. Em cao 1m67 luôn à. Được rồi, vậy được rồi. Vậy là được. Trời ơi. Gia đình đi. Cái đi thôi. Em đi với ai vậy? À, em đi với con gái nhỏ của em, với bạn thân, với lại đồng nghiệp ạ. Chào con. Dạ con chào cô Hồng Vân. Chào chú. Chào chú. Chú Hoàng Linh. Chú Hoàng Linh đó, chú Quyền Linh. Chú Quyền Linh. Nè, con thấy chú này con hiền thấy chú không? Này sao? Dạ con không biết, chỉ cần mẹ con chịu là con chịu được. Trời ơi, mẹ chịu là con chịu luôn phải không? À. Con thích uống rau má không? Dạ thích. Thích đó, rồi là chú nhớ dạ, nha. Chút. Con thích về uống rau ba má. Ba mẫu chú xài, tôi uống từ nhỏ tới lớn luôn đó con. Dạ em xin chào cô Quyền Hồng Vân và anh Quyền Linh. Xin chào khán giả. Em là Ngọc Hòa, bạn của Loan. Không biết nói sao à Loan ơi. Cũng giống như anh bên đây cũng thật tình. Thấy phong cách anh ta cũng giản dị. Cũng có một số quan điểm giống như Loan, cũng có một số không giống như mong muốn của mình. Thì đó thôi, thì Loan quyết định. Xong giống như mà cảm thấy được thì nói chuyện được thì tiến xa hơn để chia sẻ cho nhau trong cuộc sống về sau này. Vậy em xin hết. Rồi, cảm ơn. À, anh đi với em trai. Dạ em đi với người yêu và cũng là người bạn luôn. Gì? Với lại một anh là chồng của bạn. Chồng anh nghe lại. Dạ dạ. Thì cái rối á. Người bạn, người yêu và người bạn. Người bạn, người yêu và người bạn. Dạ. Tức là ủa là gì ta? Làm sao? Làm hoang mang quá. À, chào chị Hồng Vân với anh Quyền Linh. Dạ đúng, em là bạn gái cũ của anh Dũng 4 năm trước. Em đăng ký chương trình này cho anh Dũng. Ờ. Dạ. Tại vì em tin tưởng chương trình này. Em có góp ý như thế này. Cái chị bên này anh Dũng ơi, không lẽ giờ cái ghế của em có cái nút không ta? Em bấm luôn. Chị dễ thương lắm. Chị nói chuyện rất là thật thà. Anh của em á, hiện tại thì trước đây là bạn, nhưng mà sau này thì hai đứa coi nhau như anh em. Thì anh của em rất là thật thà. Anh nói sao là anh y vậy đó. Quan tâm hết sức. Rồi có gì thì em mong là hai anh chị cho nhau cơ hội đi. Để nếu được ra duyên cưới luôn. Thôi rồi. Em gái, thật sự là anh phục em. Anh rất là phục em. Mà cũng phục ông luôn. Dạ. Người bạn, người yêu cũ đăng ký cho mình đi tìm người yêu. Mà bây giờ lên nói như vậy nữa, trời ơi, thiệt sự là người phụ nữ thì tuyệt vời. Thôi mở rào đi, đi. Rồi, mở rào cho hai bên cùng gặp mặt. Rồi, bắt đầu đi Vững. Chào em. Hôm nay anh đến đây có món quà này là anh tự anh sản xuất ra, anh tặng em. Cảm ơn anh. Để tôi phụ. Để tôi phụ. Em gửi anh món quà. À đây là đặc sản của quê em ạ. Rồi anh cảm ơn em. Đặc sản của em là gì em? Cá khô ạ. Em ở vùng biển Cần Giờ là đặc sản là cá khô. À dạ. Ờ, cá khô. Nếu như hai người mà tiến tới thì anh sống ở thành phố hay sống ở Long An? Cái đó thì anh luôn luôn lúc nào cũng ưu tiên ở người nữ. Giờ anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Ví dụ như sống bên anh cũng được mà sống bên em cũng được. Nói đây thật ra thời gian chương trình này anh cũng nói thiệt nó quá ngắn, mình nói hết không thể nào giải thích được vấn đề đó. Có nghĩa là cái quan nào? Trọng là mình hành động như thế nào thôi. Em thì ở Cần Giờ cũng xa, anh Long An cũng xa, thì cái anh nghĩ nếu mà quen nhau thì thời gian một tuần là chúng ta có thể gặp nhau được một lần hả? Được.
Thì nếu mà mình có lòng thì mình vẫn gặp được. Nếu như mà không có lòng, dù em ở một cây số mình vẫn không gặp nhau được. Đúng rồi đó, nó đúng đó. Thật ra giờ tuổi anh em không lớn không nhỏ, nhưng mà cái xã hội như thế nào, cuộc sống như thế nào, mình nói thật như vậy đi. Anh tuổi Tức. Anh tuổi Tức. Vậy là anh nhỏ em 2 tuổi rồi. Sinh năm 82 á. Ờ, vậy nhỏ em 2 tuổi. Nhỏ tuổi gì để nhất nói gái hơn hai thì trai hơn một mà mắc cười quá. Bây giờ cái người mà nhỏ em 10 tuổi người ta biết lắng nghe chia sẻ với em, nó lại tốt hơn người lớn hơn em 10 tuổi mà không biết lắng nghe chia sẻ người ta gia trưởng. Đúng rồi. Đúng rồi. Nãy giờ anh nói là nhiều khi cái suy nghĩ của anh lớn tuổi hơn em nhiều luôn đó. Thật sự trong lòng em đang nghĩ điều gì em gái? Thật sự trong lòng đang nghĩ điều gì? Em anh, suy nghĩ nhiều. Anh thấy rằng ảnh đang rất là chân thành. Em biết, em biết, em cảm nhận được. Thôi vậy chúng ta cho nhau một cơ hội. Không có thôi vậy được. Tại vì không, ở đây là không có thôi vậy được. Dạ. Mình phải xuất phát từ cái tấm lòng, cái trái tim của mình ha. Mình cứ nói thật với nhau. Mình cũng lớn rồi. Qua chương trình nãy giờ anh thấy anh vững á, là người cũng đứng là vững vàng luôn đó. Thật sự khi mà cô bạn gái đưa ảnh đi đến đây để tìm người yêu là anh biết ảnh là con người sống thế nào rồi. Vững. Dạ. Bây giờ em đang suy nghĩ điều gì với người đối diện? Em hãy cảm nhận và nói ra tất nhiên cảm xúc của mình về người con gái này. Bạn nữ bên kia nói vậy em cũng biết tâm tư nguyện vọng của người đó. Khi đã mình một lần dở dang rồi, không ai muốn như vậy hết. Em cũng không muốn, anh không muốn như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là sau đó chẳng lẽ những người đó người ta lập gia đình tiếp, người ta không đáng được hưởng hạnh phúc ha. Cho đúng nên rồi. Quan trọng là cái người đó biết cảm thông chia sẻ, chứ đừng nên rụt rè, đừng nên ngại về vấn đề đó. Đúng đó. Thực ra thì chị thấy như vậy nè. Cái người phụ nữ mà đã từng có gia đình rồi và hiện giờ đang nuôi con á, thì cái suy nghĩ nó khác cái thời con gái dữ lắm. Thực sự là như vậy. Cái đắn đo nó phải rất là nhiều. Tại vì không thể tiếp tục gian dở được nữa. Còn cái chuyện bạn suy nghĩ như thế nào thì đó lại là cái quyền của bạn. Bạn phải tự cảm nhận là cái người đàn ông này có những cái chưa hợp ý bạn, nhưng có những cái mà ở cái tuổi này mình không thể tìm ra được cái người đàn ông như vậy nữa. Bạn phải đắn đo cái điều đó. Mà tại vì em đang suy nghĩ nhiều thứ lắm. Thứ nhất là về cái tuổi, thật sự là em thích người đàn ông là chững chạc lớn tuổi không hơn mình. Quan tâm, cái đó là vấn đề quan thứ nhất. Trọng điều đó. Theo anh á là giữa em và anh này cũng không có lớn nhiều tuổi, nhưng mà cái sự suy nghĩ của anh rất là sâu và thậm chí nó cao tuổi hơn em đấy. Cứ để bạn nói rồi tiếp coi như thế nào. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái gọi là cái nơi ở đó, nó em thì ở dưới Túc Cần Giờ, thật sự cũng khó khi mà để nước me có thể tìm hiểu nhau á thì cũng khó. Nhưng không khó đâu em, Cần Giờ với Long An không có gì khó hết trơn á, sắp xây cầu rồi. Rồi cái vấn đề quan trọng nhất đó là cái cảm xúc của em. Em thì nói chung là cũng có cảm tình một chút. Nếu mà em đã có cảm tình rồi thì tất cả những cái điều em đang đắn đo là sẽ giải quyết được hết. Rồi bây giờ thế này, để giải tỏa chúng ta còn một phút nữa, em cứ có thể tiến tới nắm tay của ấy. Đúng và rồi. Hát một bài nào đó. Hát hoặc là em nói một cái điều nói gì đó, đó để mà cô ấy có thể xóa được những cái lăng tăng lấn cấn còn đang ở trong em đầu. Em ngồi nói được chị. Không. Em nói những gì chân thành nhất. Nắm tay, hai người đó, nắm tay với nhau. Cảm nhận về nhau đi. Đúng rồi. Nói đó tất cả gì mình cần nói. Anh chờ em nhìn, anh vẫn nói với em nhìn chỗ khác, anh nói không được. Những cái tâm tư nguyện vọng của anh á, của em và anh á, đều nói ra hết rồi. Cho nên cái vấn đề, cái khúc mắc của em là anh hiểu. Ở chỗ con cái sắp xếp nơi ăn, chốn ở, an cư mới lại nghiệp, người ta nói gì đúng không? Nhưng mà một người đàn ông, bản lãnh một người ông giống như anh à. Từ anh đã tự lập từ nhỏ, cho nên là những cái vấn đề đó đối với anh là không có là gì hết. Nhưng mà cái quan trọng nhìn ngoại hình em có thể đánh giá được con người và cái tính cách của anh như thế nào, có làm được không? Chứ giờ anh nói ngon nó ngọt, thật ra ai nói cũng được hết á. Nhưng mà anh không thích nói nhiều, anh thích làm thôi. Mà làm thì phải cần thời gian. Rồi theo em nghĩ anh sao? Chúng ta cho nhau cơ hội à. Rồi, trở về vị trí là ok rồi đó. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Mình lớn hết rồi, mình có thể cảm nhận tất cả mọi thứ. 3 2 1. Hết thời gian.
tay cái này. Mạnh mẽ như anh ấy, bấm quyết liệt luôn. Anh vừa bấm, anh vừa dặn nút, anh vừa tháo cái nút ra luôn. Em sợ nó không nhảy. Đúng rồi. Nên em phải làm liên tục. Để cho thấy một cái sự quyết tâm cho bằng được. Em gái cũng là bấm nút. Nắm tay nhau đi, bắt đầu. Bây giờ mình đã chính thức hẹn hò với nhau, chính thức tìm hiểu với nhau. Và thật sự mà nói, anh thấy đây là người đàn ông chân thành đó, em gái. Một nụ hôn đầu tiên. Thôi anh lớn kỹ. Không hôn má, hôn má chứ không phải hôn môi đâu, hôn má. Thấy, đó là quy định của chương trình nào. Nếu em bấm bằng cả trái tim của mình thì một nụ hôn không là gì cả. Bắt đầu đi Vinh. Mai mốt rồi hôn sao? Không. Ông cũng mắc cỡ nữa, mà bây giờ cái chương trình người ta như vậy rồi. Nhút nhát ở đâu tôi không biết, nhưng mà ngay thời điểm này mà ông nhút nhát là ông thua đó, nghe chưa? Cái chữ má nó quen thuộc với ông lắm mà. Má, má kìa, má không biết má này sao? Thì má không là chữ má mà. Mạnh dạn lên nào, nhanh. Đó, rồi bắt đầu nào. Gì vậy? Ông hôn mà ông nhấp giống như Tom Jerry vậy trời. Nó tại né, chị ơi, né. Bên kia đừng có được. Tay kia đâu? Tay để làm gì? Tay để không làm gì? Đúng rồi. Không, không có lạng, đó, đó.